xuất xuất cái hoa này ra nè, thấy chưa? Đâu là xuất cái bọt ra thì bọt đi theo luôn. Đó, chị lưu vô chỗ nào qua chị lưu vô máy tính chị chỗ nào an toàn đó. Giờ tạo cái đường một cái đi, cái một cái đặt tên cái một cái đi. Cái này nè, để chị lưu thì chị đang chị cấp nha, chỗ khoa này cấp nha đó. Đúng chưa, ở đây nè, nó đây nè, nó điện vô nè. Đúng chưa, đây là sàn khoa cho cô nè, lên đây rồi nhập vô là 20.000 đó. Kiểu này mà đem chị để lệnh hoài là hẹp là nó tốn hai đầu, hiểu không? Ví dụ như bây giờ một cái lệnh bay của chị tốn nhiêu phí, mà lệnh sale chị mà khối lượng chị phải đánh nhiêu phí, không ai đưa ra cái chiến lược thì thôi vậy đó. Cái đó là chị thiệt thòi nè, là cũng may nè, nên nó trừ phí hết rồi mà cuối cùng bây giờ là chị còn lãi rào rồng được vậy nè, là một cái điều là phải nói chung là hôm nay là trải của Hương á. Vừa nói chung là gì vượt lại cái tưởng đâu là mất cái kia rồi mình vượt qua còn lãi được này là thôi tuyệt vời. Thôi được đó, lưu lại những cái thông tin hết trơn rồi. Thì bây giờ đó, ví dụ như vậy đó, chị thấy chị tranh thủ mà hôm nay nè, chị thấy nó có những cái bất thường không? Thứ nhất á, cái tài khoản của chị á, tại sao chị đó bất quẩn, nó không được. Đúng rồi, có những cái mà thấy nó hơi rất là kỳ. Nó ví dụ như bây giờ á, nó được chị rút bớt đi, chị rút hết đi, chị chừa lại một phần ít thôi, vậy là cứ nhiều quá. Thấy không? Có thể là giờ chị rút luôn cả cái phần vốn chị hoặc là chị rút lên. Ví dụ hôm nọ chị làm 5.000 thì bây giờ chị có thể rút lại cùng lắm chị rút luôn cả 30.000 chị trừ 2.000 thôi cũng được. Chị coi là chơi gọi là chơi ủng hộ cho nó cũng được. Để coi nó làm sao. Chứ nó đâu có đỡ nộp chỗ này mà trong khi tài khoản của chị mà chị đổi bất quật không được. Bao nhiêu những cái vấn đề mà nó trục trặc như thế này rồi ai sẽ biết, trong khi là hồi thời sáng qua nó chỉ biết hẹt ra hẹt không rồi cái tài khoản của chị âm đỏ lòm hết trơn, còn 5 mấy%. Rồi bây giờ nó xuống đánh trung quen hết trơn rồi đợi người có giúp thêm tiền nữa. Vậy thì nó rủi ro cho chị nhiều lắm. Đó thì thôi thì cứ làm theo cái bài bản đi, lưu thấy lại đi rồi ngày mai được thì rút số tiền nó ra đi chữa lại thôi đó. Để nó bảo vệ cái đó chị coi như là đi thoát qua cái mang cái rủi ro này đó. Còn là cái may mắn đó. Sao vậy? Đúng rồi, thì chị bây giờ tóm lại tài khoản của chị đúng không? Là coi như chị là 7.000 thì thôi bây giờ là chị rút ra hết 30.000 chị trừ 2.000 rồi là đánh đồng bộ cho nó thôi. Đó. Chứ hầu không có trừ nhiều. Trừ nhiều đó chị thấy không? Chứ cuối cùng tụi nó có lo tính tụi nó không mà cuối cùng là gì rủi ro. Rủi ro chị chịu hết trơn, bữa nay là mai trời thương đó. Thì theo cái quan điểm cái lời khuyên của em nên chị nên là chị nên rút ra đi. Ví dụ như bây giờ là chị rút ra coi như chị lại 7.000 thì chị rút ra là 30.000, coi như là chị rút ra vốn 15.000 cộng với cái tiền lời của chị là 5.000 nữa, chị chừa lại 2.000 mấy thôi, chị để chị chơi vậy được rồi, nhỏ thôi được rồi. Chứ để vô mà tại vì nếu mà nó thanh khoản hôm nào đây nó hỗ trợ mình tốt và đồng thời mà mình giúp đỡ mình, nói chung là vượt qua những cái vấn đề kia thì mình ok không vấn đề gì hết. Nhưng mà bây giờ vấn đề tài khoản của chị mà nhập vô mà mình đang cập nhập vô mà vấn đề đỏ bất quật mà nó cũng trục trặc như vậy thì nó có nhiều cái lo lắng. Tại nãy em sực nhớ, em ngồi sực nhớ ra em thấy này là nó hơi kỳ. Thành ra là em phải kêu chị để quay màn hình này để luôn lên để làm lại mình lưu lại làm cái chứng cứ để coi sao rồi tới khi nó giải quyết mình giải quyết ổn thỏa thì thôi không vấn đề gì cả. Mà nếu trục trặc thì mình còn có cái mình khiếu nại đó, chứ không thôi để nhiều khi tối ví dụ như nó xóa cái lịch sử giao dịch của mình này kia rồi là mệt lắm nha. Cái đó mình không biết được là mình là ai sẽ làm chuyện đó, nhưng mà mình không ngờ rủi ro chị.
đó. Nhưng mà thầy Sơn trước là thầy Sơn nói với thầy Sơn có biết được cái đầu hoa cái thầy Sơn có cái ý kiến gì mình có biết được. Nhiều khi người ta có biết được nó như thế nào đâu. Thì ví dụ như bây giờ nó cái có sàn là mình không biết nói như thế nào, nó tóm lại là mình ở đây mình không nghĩ nó xấu, nhưng mà mình phải phòng ngừa rủi ro mình trước, thấy không? Còn ví dụ như là nó ok mọi thứ thì thôi mình cứ cặp mình dẹp thôi, không có vấn đề gì. Chứ còn mà chỉ có những cái thao tác đơn giản việc mà chế độ bắt buộc mình không mà nó còn làm không được, nó đổ thừa là server này nọ này kia rồi thì nó rủi ro nhiều lắm. Cùng lắm bây giờ chỉ có rút hết chỉ chừa ra 2.000 coi như là số tiền nó tiền lãi mình bỏ mình chơi ủng hộ đó, ủng hộ thằng nhân viên kinh doanh này kia đó, coi như là nó cũng vui vẻ. Chứ còn bây giờ là trong khoảng vậy là từ giống như từ địa ngục mới vừa lên thiên đàng vậy, nó xuống chưa đánh nữa rồi kẹt nữa rồi làm sao vậy giải quyết cho nó được, đúng không? Không có đánh thì chị đừng đánh gì nhiều hết, giống như nhỏ chơi đi, cứ vậy đó, mai được là rút hết đi, rút trừ lại 2.000 thôi đó, để thoát cái nạn đó chị rồi đó, chị đừng đã trời thương vậy rồi thì thôi cứ cố gắng giữ cho đừng để nhào nhào vô nghe lời cho nó đánh tùm lum tùm la nữa là đi hết rồi, kia này là không có cứu nổi nổi nha. thầy bó tay. Rồi ok chị, vậy là rồi đã xong rồi đó nha. Rồi 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 ok chị nha.